Hôm nay 23 tháng 8, tại huyện Hậu Lộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa phối hợp với Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lớp tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử. Tại buổi tập huấn, hơn 250 người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là các chủ tàu, thuyền trưởng, cơ sở doanh nghiệp thu mua chế biến xuất khẩu thủy sản đã được đại diện Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn truyền đạt các kiến thức về cách sử dụng hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử, hướng dẫn tải ứng dụng và thao tác trên hệ thống để khai báo tàu cá ra vào cảng cá, xuất nhập bến, ghi nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản, tạo hồ sơ đề nghị cấp giấy biên nhận bốc rỡ thủy sản qua cảng, giấy xác nhận, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản. Lớp tập huấn giúp hoàn thành quy trình vận hành hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử, đảm bảo thông suốt, đồng bộ, kết nối, liên kết dữ liệu quản lý, kiểm soát tàu cá, sản lượng qua cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đồng thời giúp ngư dân doanh nghiệp nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện khai thác hải sản, khắc phục những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC.